Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì có nhiều bạn đã nói với bên mình là thắc mắc là đợt gần đây tải ảnh của tận các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendor, Lazada hay là nhiều trang khác khá là khó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hướng cách tải ảnh của ba sàn Sendor, Shopee, Lazada. Có một bài viết bất kỳ trên ba sàn đấy các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về sen đỏ đây. Chẳng hạn như đây là một sản phẩm của mình chẳng hạn. Thì sàn sen đỏ thì nó cũng tương đối là dễ, nó không khác gì so với trước. Các bạn chỉ cần kích chuột phải vào và chọn lưu ảnh. Và các bạn chọn cái folder các bạn muốn lưu thôi. Chẳng hạn như là tải ảnh chẳng hạn. Đó. Các bạn muốn xem này. Xem dung lượng này. 500 này. Đó thì tải ảnh sân đỏ cũng khá là dễ. Các bạn cứ tải như thông thường thôi. Đó. Tiếp đến là Shopee. Shopee thì nó phức tạp hơn một chút. Chẳng hạn như mình tải sản phẩm này đi. Đây các bạn ấn bấm chuột phải này, chuột phải nhé các bạn, ấn bấm kiểm tra nhé. Ở đây nó có một cái link này, các bạn open new new tab này, mở tab mới này, các bạn tải về như bình thường thôi. Mấy cái ảnh khác tương tự. Rồi khi các bạn chuyển sang đây này thì cái mã này đã thay đổi, các bạn ấn vào tiếp. Mã thay đổi, open new path, ấn chuột phải lưu vào thành ok nha các bạn. Xong đến Tiki nhá. Tiki thì mình sẽ chỉ các bạn, chẳng hạn như mình muốn lấy Givi chẳng hạn. Tiki nó lag quá. Đây chẳng hạn như mình kiếm là bất kỳ đây. Đây các bạn. Mình muốn tải ảnh này đúng không? Các bạn ấn F12 của mình nhá. F12 này. Đó. Hoặc các bạn có thể ấn vào chuột phải vào phần kiểm tra các bạn nhá. Ở phần này thì các bạn ấn chọn phần application. Chọn image cho các bạn nhá. Đây đây là những thư mục ảnh này, các bạn để ý hộ mình nhá. Ở dưới đây là cái size của ảnh 1:1 này, thấp này, nếu bạn chọn những cái size ảnh là to và phù hợp với mình nhá. Đây 1200x1200 này, các bạn ấn open new tab này, ấn lưu ảnh về, tiếp tiếp tục chọn đây size ảnh 80:80 này, các bạn thấy không, các bạn ấn mũi tên để đi xuống thôi. Đó, 1:2:2 này. Open new tab này. Ấn lưu thành ảnh này. Đó. Tiếp tục di chuyển xuống. 750 750 này. Đấy. Open new tab, chọn những size ảnh nào lớn nhé các bạn nhé. Tiếp tục. Đó, di chuyển làm sao cho đến hết cái ảnh. Các bạn thấy cái ảnh nào dung lượng to thì các bạn tải về. Ngoài ba công cụ thủ công đấy ra thì mình còn chỉ các bạn một công cụ khác mới khác. Thì các bạn vào phần Google này. Google. Ấn tiện ích tải ảnh này. Tải ảnh. Đó. Các bạn ấn cái phần trang quản trị mạng này, cách dùng Notify này. Mở ra. À, phần này nó ở dưới phần này nó sẽ có một cái link cho các bạn tải về. Đây, tiện tải tiện ích này. Đó, đây là link tiện ích này. Ví dụ các bạn như mình đang ở phần tab ẩn danh nên tiện ích của mình không
không có, thông thường giả sử chưa có thì nó có mục thêm thêm vào cái trang web của bạn đây. Chẳng hạn như đây chẳng hạn, mình ra phần đấy đây. Xóa này, khóa vào chôm này. Đó, các bạn thêm vào nhá. Thêm tiện ích. Rồi. Để tải một ảnh bất kỳ ở một cái sàn nào, chẳng hạn như là Shopee này, ví dụ nhá. Chẳng hạn như sen đỏ chẳng hạn. Các bạn mở ảnh to lên nhá. Đây. Sen đỏ. Các bạn mở ảnh to lên. Ấn vào biểu tượng chú gấu nha các bạn nhá. Đó. Đây là size ảnh to này. Các bạn ấn tải về. Chọn thư mục. Rồi. Tiếp đến là Shopee nhá. Shopee nó cũng tương tự thôi. Các bạn vào một sản phẩm bất kỳ. Ấn click to sản phẩm ảnh đấy lên. Click vào chú gấu. Và các bạn ấn tải về thôi. Đây là cái size ảnh các bạn nhá. Đó, chọn thư mục tải ảnh về. Tiki cũng tương tự, chẳng hạn như đây chẳng hạn, ấn vào biểu tượng chú gấu, cứ biểu tượng chú gấu là các bạn ấn là được các bạn nhá. Nhìn chú gấu, biểu tượng này khá là ngộ nghĩnh và dễ thương. Đây ảnh của các bạn rất là to luôn, 1.200 x 1.200 này, tải về chú gấu. Đó thì đấy là những công cụ mà mình biết được thì mình hướng dẫn các bạn, thì các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy ấn like, share và ấn vào phần chuông chẳng hạn như đây chẳng hạn. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn ấn vào phần like và chia sẻ và ấn đăng ký và ấn phần chuông thông báo các bạn nhé. Chào tất cả các bạn.